Anh đường sắt cho biết là do nhu cầu hành khách đi lại sau Tết trên tuyến Bắc Nam có xu hướng giảm khá mạnh, các doanh nghiệp vận tải đường sắt quyết định cắt giảm tàu khách thống nhất chạy hàng ngày và nhiều mắc tàu khu đoạn Đường sắt sẽ dừng chạy tàu SE9 xuất phát ga Hà Nội từ ngày 21 tháng 2 và tàu SE10 xuất phát ga Sài Gòn từ ngày 19 tháng 2. Xuất phát tại ga Hà Nội dừng chạy tàu SE19 các ngày từ 17 đến 21 tháng 2. Tàu SE5 các ngày từ 22 đến 28 tháng 2. Tàu xuất phát tại ga Sài Gòn sẽ dừng chạy tàu SE20 các ngày từ 19 đến 23 tháng 2, tàu SE6 các ngày từ 20 đến 28 tháng 2 trên các tuyến địa phương, đường sắt dừng chạy tàu SP3, SP4, tuyến Hà Nội Lào Cai ngày 19 và 26 tháng 2, tuyến Hà Nội Yên Bái dừng chạy đôi tàu IB3, IB4 các ngày 18 và 19 tháng 2, Hà Nội Vinh dừng chạy tàu NA1 các ngày từ 19 đến 21 tháng 2, tuyến Hà Nội Hải Phòng đường sắt cũng đã cắt giảm tàu khách từ ngày 17 tháng 2.